Xin chào các bạn. Từ lâu, giấm táo đã được sử dụng như một loại thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấm táo có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giảm béo và giúp quản lý lượng đường trong máu hiệu quả. Hôm nay, chúng ta sẽ tự làm giấm táo tại nhà với công thức vô cùng đơn giản là an toàn cho sức khỏe. Bạn chỉ cần uống từ 1 đến 2 muỗng giấm táo mỗi ngày. Nó sẽ làm giảm tỷ lệ mỡ thừa nhanh chóng và giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Chúng ta chỉ cần 3 nguyên liệu cho công thức này. Chúng ta cùng thực hiện ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Táo. Nguyên liệu đầu tiên là táo. Chúng ta dùng một quả táo. Bạn có thể dùng táo xanh hoặc táo đỏ. Táo đỏ có vị ngọt, mọng nước và vỏ mỏng. Táo xanh có vị chua, vỏ dày hơn nên giòn hơn. Ở đây chúng ta dùng táo đỏ nhé. Táo sau khi đã rửa sạch dưới vòi nước, chúng ta ngâm táo trong nước muối pha loãng hoặc một muỗng cà phê baking soda để loại bỏ tạp chất. Khoảng 10 phút sau, chúng ta rửa sạch và xắt ra thành từng miếng nhỏ. Chúng ta sử dụng cả vỏ táo nhé. Giấm táo giúp cải thiện độ nhạy insulin, tốt cho vòng eo và sức khỏe trao đổi chất. Các nghiên cứu cho thấy, giấm táo giúp giảm sự gia tăng đường huyết sau ăn và cơ thể không cần tạo ra nhiều insulin. Khi đó, cơ thể dễ dàng phân hủy và ít có khả năng tích trữ chất béo hơn. Đây là phần táo đã sắc nhỏ. Chúng ta sẽ để qua một bên nhé. Đường. Nguyên liệu tiếp theo là đường. Chúng ta cần 25g đường, khoảng 2 muỗng canh cho một quả táo. Đường giúp cho quá trình lên men được nhanh hơn. Bạn có thể dùng đường trắng hoặc đường vàng. Rượu. Nguyên liệu tiếp theo là rượu. Chúng ta dùng 100ml rượu trắng, từ 40 đến 45 độ, hay còn gọi là rượu gốc. Sau đó là nước. Chúng ta cần 800ml nước lọc sạch, không cần nước đun sôi. Tiếp theo, chúng ta cần một lọ thủy tinh cỡ vừa, đã rửa sạch và phơi thật khô. Chúng ta cho 800ml nước vào lọ thủy tinh. Sau đó là phần táo đã sắc nhỏ. Tiếp theo là 25g đường. Cuối cùng là 100ml rượu trắng. Chúng ta dùng một thìa, muỗng bằng gỗ, đảo nhẹ cho tan đường. Bạn nên chừa một khoảng hở trong lọ để giữ oxy cho giấm phát triển nhé. Sau cùng, chúng ta dùng nắp để kín và để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau, là chúng ta có thể sử dụng được. Đây là phần giấm táo sau khi chúng ta đã để được 1 tuần. Chúng ta sẽ dùng thìa gỗ đảo đều cho tất cả táo đều ngập trong nước. Và đây là phần giấm táo sau 2 tuần. Giấm có màu trắng đục, có vị chua và rất thơm. Chúng ta có thể sử dụng ngay hoặc bạn có thể để thêm một thời gian nữa, khoảng 1 tháng. Khi đó nước giấm sẽ lắng xuống và trong hơn. Đây là phần giấm đã để được 1 tháng. Táo đã chuyển sang màu vàng nâu. Nước giấm đã lắng xuống và rất trong. Chúng ta dùng vá muỗng, múc ra chai lọ để dùng dần. Bạn cũng có thể để nguyên giấm trong hũ. Giấm táo có tính sát khuẩn, nên chúng ta có thể sử dụng trong vòng từ 8 đến 12 tháng mà không sợ bị hư. Ngăn ngừa bệnh về tim mạch. Giấm táo còn có khả năng giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị bệnh tim, giảm cân và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Axit acetic có trong giấm táo còn đóng vai trò cải thiện quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể.
giảm tình trạng tích tụ chất béo, làm giảm lượng mỡ dư thừa trong máu, giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó giúp giảm cân hiệu quả. Cách sử dụng giấm táo. Chúng ta dùng 200ml nước đun sôi để nguội. Và tiếp theo là một muỗng canh giấm táo. Cho vào ly nước. Khuấy đều. Uống một ly vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng. Bạn nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để đạt được hiệu quả tích cực nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một hoặc hai muỗng giấm táo pha với dầu ô liu để làm nước sốt trộn vào món salad hàng ngày của bạn. Sẽ rất tốt cho sức khỏe. Khuyến cáo. Bởi vì chứa nhiều axit nên giấm táo có thể làm hỏng men răng. Do đó, bạn nên dùng ống hút khi uống nước giấm táo hoặc súc miệng lại với nước sau khi sử dụng giấm táo. Nếu bạn đang dùng các loại thuốc khác, nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng nhé. Ngoài việc sử dụng giấm táo để có một sức khỏe tốt và lành mạnh, bạn nên thiết lập một chế độ ăn uống và thể dục thể thao hợp lý. Nên hạn chế ăn các loại tinh bột như gạo trắng, bánh mì trắng, bún, miến, các loại nước ngọt, bánh kẹo ngọt. Không nên ăn các loại thịt mỡ, nội tạng động vật, da các loại da cầm. Nên thường xuyên bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại rau xanh như xà lách, bông cải xanh, cần tây, các loại trái cây ít ngọt, nhiều nước như dưa chuột, bưởi, cam, táo. Bạn nên tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày, 4 ngày trong một tuần để giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm cân hiệu quả. Các bạn thân mến, trong quá trình bổ sung những loại thực phẩm bổ dưỡng này, bạn nên kết hợp với thói quen khám sức khỏe định kỳ. Sẽ giúp đánh giá toàn diện thể trạng, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra. Từ đó, có phương pháp điều trị kịp thời các bạn nhé. Trên đây là tổng hợp những kinh nghiệm trong dân gian và cuộc sống mà Sức Khỏe Xanh TV muốn gửi đến bạn. Hy vọng sẽ mang đến những hữu ích cho bạn, giúp bạn chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau.